anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi, mình nói lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Em tên là Nguyễn Thành Ngọc, đang sống ở Ô Môn. Ô Môn, Cần là Thơ. Là Cần Thơ á. À. Mà em làm việc ở Cần Thơ, nghề nghiệp chính của em là lái xe taxi. Rồi em ở Cần Thơ với ai? Em đi về với bà ngoại. Còn ba mẹ đâu? Ba mẹ em ở đây, hiện ở Dĩ An luôn. Vậy là em ở Cần Thơ có một mình thôi, rồi với bà ngoại thôi. Dạ. Ba mẹ làm ở Bình Dương làm gì? Mẹ em làm bên khoa sản, ba em thì ở nhà nội trợ với làm tự do. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tú, năm nay em 34 tuổi, quê của em ở Đồng Tháp. Hiện em đang làm việc sinh sống ở Bình Dương ạ. Công việc của em là công nhân may của công ty ba lô túi sách ạ. Em ở Bình Dương là em ở với ai? Dạ, em ở với gia đình ạ. Em ở nhà trọ thôi ạ. Bình Dương là ở đâu em? Dạ, em Bình Dương, em ở thành phố Thuận An ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi em trai. Khuyết điểm của em thì nói chung ra thì em sợ con gái khóc lắm. Em sợ con gái khóc lắm. Ưu điểm em thì nói chung ra thì mạnh mẽ, anh cũng biết rồi. Thanh niên mà, làm gì cũng được, quan trọng là nấu ăn không ngon thôi. Không sao, biết nấu là được rồi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em rất là tự lập. Trong công việc cuộc sống thì em rất là nhanh nhẹn. Em thì tính cách thì cũng vui vẻ lạc quan lắm. Khuyết điểm của em thì em khá là nóng tính. Mà em nói chuyện thì không có được ngọt ngào. Đó là em thì không có được đảm đang trong việc nội trợ nữa. Em nghe anh ấy nói là anh ấy không có được giỏi nấu ăn. Không sao, hai bạn về nhà thì... Về ăn cơm tiệm luôn á. Ăn cơm tiệm. Dạ, nói chung nấu ăn thì em nấu được. Mà những điều mấy cái món đơn giản thôi. Tại vì thanh niên mà anh đi làm kiếm tiền rồi về, chủ yếu là đơn giản là được. Đường tình duyên của em sao? Nói chung ra thì cũng gặp nhiều trắc trở. Nhiều trắc trở. Sao tự nhiên tới khúc này cái nó lặng dữ vậy? Dạ, nói đường tình duyên lắc đầu không à? Sao vậy anh? Nếu mà mối tình thì em nhiều lắm. Dạ. Còn bây giờ qua thời gian là em với con vợ em thôi nhau rồi, là 3 năm mấy nay là em không quen ai hết. Dạ, ly hôn bao lâu rồi anh? Ở nhau tầm gần năm. Có con chưa rồi. Anh? Em chưa có con. Nhưng mà sao ly dị nhanh vậy anh? Thì nói chung ra thì lúc em cưới vợ á là em lớn hơn vợ em tới 12 tuổi rồi. Thì hai đứa nói chung ra thì có một cái ý khác nhau. Vậy đâu có gì đâu khó kể. Thì đúng rồi, nó chỉ đơn giản. Tại tự nhiên thấy anh lặng quá. Chắc cũng sợ kể về mấy mối tình á. Rồi chào em gái. Đường tình duyên bên kia, tình yêu thì lúc trẻ thì cũng có khá khá chút. Còn em sao? Năm 26 tuổi em cũng có kết hôn. Cũng có mấy tháng là ly hôn rồi. Tại vì ở miền Tây hay có vụ mai mối. Mai mối không có yêu trước, chỉ tìm hiểu một khoảng thời gian ngắn thôi. Thì sau đó kết hôn với nhau thì anh chê em là không có nói chuyện được ngọt ngào. Không có hợp tính. Phần là do cái môi trường sống ở nhà chồng nữa. Sau đó thì chia tay. Thì em năm nay em 34 tuổi thì cũng được 8 năm rồi. Thì em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng mà nó không có hợp tính đó. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Nói chung ra thì cũng hỏi ý kiến mẹ rồi. Khỏi làm dâu cũng được. Quan trọng hai đứa sống hòa thuận với nhau rồi để làm ăn, chăm sóc bà ngoại, rồi chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, giờ lấy vợ về bắt buộc phải về Cần Thơ sống với bà ngoại đúng không? Dạ. Lấy chồng là phải về Ô Môn. Dạ. Cần Thơ đó, em thấy sao? Em chỉ muốn hỏi ảnh là tại vì nếu mà hai vợ chồng có nếu mà có kết hôn á thì ảnh kêu em về ở chung với gia đình của ảnh, thì không biết là có làm cái gì hay là chỉ ở nhà nội trợ thôi ạ? Công việc của em á, hiện giờ em chạy taxi. Dạ. Thu nhập của em trừ chi phí tất cả các thứ á, em còn khoảng là 13-14 triệu thôi. Nhà của em hiện giờ với là có mặt tiền luôn. Bạn nữ bên đó là công nhân hay là em không biết, đúng không? Nhưng điều nếu mà về đổi của em á, em sẽ cho bạn nữ đó học một cái nghề. Và hay là mua bán gì đó nếu mà vợ em thích. Ở mặt tiền luôn đúng không? Dạ. Đó, cái này được đó. Em đã hiểu. Rồi, đã hiểu. Dạ. Còn em? Em thì muốn một cái người yêu của em, người chồng của em là em thích người mà vui tính. Có khiếu hài hước lắm. Những người đàn ông mà họ có trách nhiệm và có biết quan tâm chăm sóc. Anh này anh nãy thấy nói chuyện cũng em vui thấy, lắm. Em cũng thích những người mà vui tính lắm. Rồi, ok. Em hỏi một câu thay cho bạn gái nè, anh có khó không? Không,
Không. Em cảm giác anh hơi khó. Không, tại vì quá trình thời gian mà thôi vợ lâu rồi em chấm dứt cuộc sống á. Với lại ông trời cho được cái gân, cái tóc vợ con người. Em mất cái gân nên em mặc cảm giết rồi em đâm ra bên lạnh giá luôn. Mất cái răng cây lạnh giá luôn. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ruột của em hả? Dạ con xin chào chú Hoài Linh với lại chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì con thấy anh này cũng vui tính, chững chạc. Chị con thì cũng tự lập từ nhỏ rồi. Hai người mà thấy hợp nhau á, thì hãy bấm nút rồi cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi với ai? Em thì hiện em đi với mẹ của em đang ngồi ở dưới, với là mợ bạn của mẹ em là quê ở Đồng Tháp luôn đó, ngay Lai Dung Long Hậu. Mình là mẹ của Ngọc. Nhưng mà để mình nhận xét về cô này, chị rất là dễ. Ngọc nó cũng rất là dễ mà hiền từ nữa. Nhà thì mặt tiền sống với bà ngoại, con mà thích nhau thì tự tìm hiểu. Có thể cô có thể giúp vốn để mà ra mua bán một cái gì đó. Ví dụ chồng đâu thì phải vợ đó. Mỗi người mỗi nơi không có được. Tại vì tụi con là đã lớn tuổi hết rồi. Nếu mà con nói tránh con hơi cọc cằn á, thì cô nói là con nên nhẹ nhàng. Vì Ngọc nó rất là hiền. Và trước kia nó cũng có một lần, nhưng mà quá dữ, quá chịu không nổi, thành ra mới cho đứt đoạn. Đó. Còn cô thì ở trên này, cô đi làm, ít có về này lắm. Thành ra chỉ cần một người ở trong nhà, rồi mua bán, làm ăn gì đó, rồi chăm sóc chồng con. Thì thôi, có bao nhiêu lời đó thôi. Dạ, cảm ơn nhà trai. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Nhân ngày đầu tiên anh gặp em, anh cũng có bó hoa nhỏ nhỏ để tặng em. Em cảm ơn anh nha. Dạ. Em cũng có cái chậu cây tặng cho anh. Rồi, anh cũng cảm ơn em nhiều. Dạ. Đó, hai bạn trò chuyện với nhau đi nào. Nãy giờ như hồi nãy giờ là trao đổi rồi đúng không? Mẹ anh thì cũng chấm em, thấy em dễ thương. Thì bây giờ anh cũng muốn hỏi em là quê em Đồng Tháp là ở thuộc huyện nào, tỉnh nào hay là thành phố nào bên Đồng Tháp? Em ở tỉnh Đồng Tháp, còn em ở thành phố Hồng Ngự. Dạ, em muốn hỏi anh là lúc nãy anh của em có nghe anh nói là khi mà ví dụ mình có kết hôn á thì về sống chung với ngoại. Thì tới nãy em cũng có nói là cái khuyết điểm của em á là kiểu em cũng lúc nãy em rất là tự lập từ nhỏ, nhưng mà kiểu em đi làm á, em làm đủ thứ công chuyện hết, nhưng mà vấn đề kiểu đảm đang việc nhà đó, kiểu như nội trợ đó, thì em không được giỏi lắm. Anh muốn cái nếu mà anh nói kết hôn anh, nhà anh có mặt tiền ra buôn bán mà em không giỏi buôn bán á, thì anh thấy sao? Cái phần đó anh hỗ trợ em được mà. Nhưng mà em không giỏi buôn bán. Anh hỗ trợ em. Nhưng mà anh là tài xế taxi mà. Anh là tài xế taxi là hiện giờ thôi. Nếu mà anh với em về một đội với nhau á, trong khi đó em mới qua đất của anh thì nó gì lạ nước lạ cái. Anh sẽ hỗ trợ em, anh sẽ bán xe taxi. Trời ơi, đó là nghề nghiệp của anh mà. Em cũng tại vì em thì em cũng hay tự cái khuyết điểm của em nó cũng như vậy đó. Cho nên là khi em nói thì em cũng hơi phân vân. Anh thì rất đơn giản thôi. Còn cái tánh cọc cằn của em từ từ sẽ sửa lại, thì nói chung nó hoàn thiện hơn, tốt hơn. Bên kia không phải là cọc cằn. Ta không giỏi không nói ngọt, không ngào ngọt, thôi. Ngọt, ngọt ngào được thôi, chứ không có cọc, không có cọc cằn nha. Nói chung mà nếu mà về đội em rồi không ngọt, em cũng phải cho ngọt. À đó, hay bản lĩnh gì đó. Nè, em gái, đây nói được đó. Ngọc nói là nếu như em về đó, Ngọc sẽ hỗ trợ mua bán kinh doanh gì đó. Nhà mặt tiền ngay chợ rất là tốt nha em. Không nhập mỹ phẩm của chị Lan về bán nè. À, hiện giờ á, mình tự cho cơ hội với nhau á, thì Bình Dương đối với Cần Thơ á, thì nói chung ra là xa cũng không xa mà gần không gần, quan trọng là cái tâm của anh thôi. Thì anh chạy taxi mà anh có khách ở lên Sài Gòn cũng thường xuyên lắm, thì từ đó ra Bình Dương chỉ có 40 cây số thôi, anh bỏ thời gian ra hàng tiếng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với em, ăn uống nè, cà phê cà pháo hay là cái gì cho nó xả chết chút xíu, rồi anh về. Hầu như là một tuần có thể là anh lên 3 lần hay là 5 lần ví dụ, tại anh chạy taxi. Còn mà nếu mà thời gian mà không có khách á, thì anh sẽ lên thăm em 1 tuần 1 lần. Dạ, em cũng hơi ngại kia là yêu xa, nhưng mà nếu mà tại vì anh là tài xế taxi mà, vì cái phương tiện thì anh đã chủ động được rồi. Em thì em cũng mong muốn là mình tìm hiểu nhau thì có hợp tính với nhau. Ok. Dạ, người phụ nữ đảm đang á, thì khi về nhà chồng thì họ hay tự tin, nhưng mà em không có đảm đang cho nên em không có tự tin về vấn đề đó. Cũng hơi đắng cắn vụ đó thôi. Lấn cấn cái gì?
Tôi thấy không có gì anh nói cho em yên tâm luôn nè, tại em gắn cắn là gắn cắn trong khi hai đứa mình biết nhau trong phần hẹn hò này. Đúng rồi. Thì mong á là mình sẽ trao đổi nhau nhiều hơn khi mà mình tự cho cơ hội với nhau nhiều hơn. Ông bên đây không có tự tin cái răng, cô kia không tự tin về cái chuyện lo nội trợ. Bây giờ Ngọc hát tặng cho nếu mà hát tú một bài đi. Dạ. Nếu mà hát á thì bây giờ nếu mà mình về một đội á, anh sẽ hát cho tặng cho một khúc thôi ha, của ca sĩ Akira Phan. Bài hát được mang tên là Điều Ước Giản Đơn. Nhưng lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn, anh tự trách mình chẳng che chở được em. Nhưng lúc em cười, anh thấy yêu đời, bóng thương em nhiều hơn. Thôi em xin hát. Ảnh rung quá. Đang phê luôn. Ảnh rung quá. Còn Tú hát bài gì tặng Ngọc em, đi. Em hát một đoạn thôi, trong cái bài Thao Thức Vì Anh. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trong cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, thầm mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Bấy nhập chú sĩ ba điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Để tay đây nôn quá rồi. Anh nôn quá hả? Rồi nếu thích chúng ta bấm luôn. Cảm giác đúng, đây là người của chúng ta, bấm luôn. 1, 2, 3. Nhà gái có bấm không ạ? Không, cũng không có bấm. Tú còn băn khoăn điều gì? Em băn khoăn tại vì em là một người phụ nữ, em thích tự lập, em không có dựa vào người đàn ông nhiều lắm á. Kiểu em muốn có công việc của em riêng á, cho nên là em... Hồi nãy sao không nói? Tức nghĩa em nói tự lập, anh sẽ cho em tự lập, anh đã hỗ trợ em thôi. Tú ơi. Đúng không? Nãy giờ anh với tư cách một người làm mai, làm mối hơn chục năm nay rồi. Anh thấy Ngọc rất là được luôn đó em. Ngọc là người tốt đó. Nha. Dạ. Rồi anh Toàn giới thiệu đôi nét về bản thân nhỉ? Anh thì tên Nguyễn Khánh Toàn. Dạ. Sinh năm 78. Thì đang sinh sống ở Bình Dương. Dạ. Yeah. Rồi anh đang làm công việc gì đấy ạ? Em đang thấy CEO, CFO là công ty nào đấy ạ? Công ty của anh. Công ty của anh là công ty chuyên về cái gì ạ? À, về điện mặt trời. Điện năng lượng mặt trời đúng không ạ? Mặt trời. Anh có thể nói lớn được không ạ? Ok. Anh làm về ngành điện mặt trời. Dạ. À, quê anh là ở Vĩnh Phúc. Đúng rồi, quê Vĩnh Phúc ạ. Dạ, anh vào đây lâu chưa ạ? Vào đây 81, lâu rồi. Năm 81 là cả gia đình mình vào đây luôn đúng không ạ? Này, hiện tại anh đang sống với gia đình hay là anh sống một mình anh? Hiện tại em sống với gần như là một mình. Tại giờ có người em á, dạ. Làm cùng, làm như công ty của anh. Dạ. Ở nhà anh luôn, dạ. Em ở nhà. Em họ đúng không ạ? Dạ. Còn bố mẹ anh ạ? Bố mẹ em mất hết rồi. Còn anh em vợ của anh thì sao, anh có đông không ạ? Anh cũng ba anh em trai. Mà với anh là con đầu. Dạ. Anh em sinh đôi. Anh là cặp sinh đôi. À sau là một cặp sinh đôi. Không, anh là sinh đôi. À anh là sinh đôi ạ. Anh còn người kia là em. Dạ. Và em út nữa. Là hai người kia là gia đình hết rồi. Đúng. Dạ. Gia đình thì... Nói chung hai gia đình kia thì ổn. Dạ. Về ngành. Còn anh thì không ổn lắm hả? Không ổn. Không ổn là không ổn chỗ nào ạ? Thì bây giờ quá trình anh cũng đã lo đi đời gia đình đó. Dạ. Cũng 10 năm á, nhưng mà cũng có 3 cháu rồi. Dạ. Chia tay cách đây 3 năm rồi. Dạ. Thì nói chung thì anh thì cũng, nói chung từ xưa giờ thì mình cũng quá trình sống và làm việc mình cũng phấn đấu dữ lắm.
từ học, anh học rất là giỏi, dạ. Anh học là trình độ cao, dạ. Rồi giờ đi làm cũng vậy, thì anh bây giờ cũng là chủ doanh nghiệp, dạ. Cũng nói chung là chịu làm, dạ. Chịu làm mà ít đi chơi nữa, ngày xưa đi học không, rồi giao tiếp cũng không được tốt lắm. Thế vậy cho nên là vợ... Nói chung thì cái đó khác nhau vậy. Có cái mâu thuẫn khác nhau nhiều quá, dạ. Lúc mà anh quen cưới có 3 tháng à. Từ lúc quen đến cưới có 3 tháng xong. Xong với nhau nên là không có hợp. Cũng sống với nhau được 10 năm. 10 năm đó là nói chung là anh phải chịu đựng, anh phải nhịn. Em vợ anh thì khác anh, tức là khác hoàn toàn. Nhưng mà ví dụ vậy thì cho em hỏi cái là vậy thì cái điểm nào ở chị ấy làm cho anh là ví dụ như mới gặp có 3 tháng thôi anh đã xác định anh lập gia đình với chị ấy. Nói chung là lúc trước là anh biết và anh lúc trước là 2 năm rồi, không phải đối tượng của anh, tại vì anh thì anh rất trọng kiến thức, anh học nhiều, nên anh thích, cũng thích người là cũng gốc miền Bắc nữa đúng không? Đúng rồi, là anh thích người học. Yeah. Còn vợ anh thì sau đó lúc đó là mẹ anh bệnh á, nói chung là cũng bệnh anh đi, nên là lúc đó cái tự nhiên cái vợ bạn đó mới nhắn tin lại, thì anh mới gặp gỡ xong rồi bạn đó về nhà anh á, đây là mẹ anh thích, mà nói chung lúc đó bạn đó sẽ chăm sóc mẹ anh kỹ lắm, nên là mẹ anh thích. Cuối cùng mà mẹ thì cũng sắp đi xa rồi, muốn là anh lại quan trưởng nữa, còn anh thì là cái người mà gần gũi mẹ nhất, nên là mẹ muốn là mẹ tác hợp cho hai người. Tác hợp lúc đầu anh cũng chịu lắm, sau anh nói với ông cậu ngoài Bắc á, sau đó là anh chấp nhận, nhưng mà đến khi mà mẹ sắp mất thì mẹ cũng không tán thành. Cưới rồi đó, là khi mà mẹ sắp mất rồi anh này cũng nói không được. Vậy là anh chị cưới bao lâu thì bác mất? Cưới khoảng nửa năm. Cưới nửa năm, sống với nhau có nửa năm thôi là bắt đầu là bác mẹ đã thấy là cái sự ấy rồi. Lúc đó là mẹ khuyên là nói không được đâu. Lúc đó nhưng mà lúc đó anh lúc đó là 32 tuổi, mà anh làm nhà nước nữa nên là cũng mắc cỡ. À thế nên anh làm nhà nước nữa hả? Thế nên anh làm ở đâu? Anh làm ngân hàng. À. Về công banh hả? Đúng rồi. Là cái phần mình mắc cỡ mới cưới ấy nên là thôi cũng nói chung mình mà khi mà xảy ra cãi vã này nọ thì thôi mình dịp đi trước thì cũng xong, từ từ nó qua, nhưng mà cãi nhau biết à, rồi xong rồi bệnh những mùa thì lúc đó phải suy nghĩ cái lúc mà bạn mình á thì người ta đến bây giờ thành người ta có vấn đề mà mình lấy trên sau mới được đó, nên là xong có con ra xong thì mình lại thương con, nghĩ đến cái đó, mình cứ nhìn thôi. Mà nhìn riết, nhìn đến 10 năm là lúc đó anh muốn mấy rồi. Mà càng ngày nó lại càng mâu thuẫn càng lớn hơn. Nghĩ đến 50, 60 mà trong hoàn cảnh này thì không ổn. Nên là không được. Đã chia tay. Thế ba bé nhà anh là bây giờ là bé lớn nhất là mấy tuổi kìa? Bé lớn nhất bây giờ là 8 tuổi á. Thì cái muộn mấy năm tuổi là đang học lớp 3. Nói chung là khi mà chữa xong thì một lượt là 3 cháu, 4 năm 3 cháu. Là liên tục luôn, chữa xong hết là liên tục sòn sòn luôn. Là ba bây giờ là đang ba bạn là một bạn lớp 3, bạn lớp mấy anh? Lớp 2. Một bạn lớp má. Là ba bé đây là đang ở với ai ạ? Hiện tại thì đang ở với mẹ. Thì lúc mà chia tay ấy, thì trước khi đấy thì thỏa thuận đó là anh sẽ chuyển hết. Rồi sau đó khi mà ra tòa thì vợ của anh muốn là nuôi đứa đầu đứa cuối, mà anh thấy ba đứa nó sắp tách nhau, tách ra tội lắm, nên nói thôi giờ một đó là một anh nuôi, hai là vợ nuôi, và vợ nuôi là anh chu cấp tiền hàng tháng, anh để nguyên cái nhà trọ, nguyên cái nhà trọ lớn, tức là lấy nhà trọ lớn là cho chị thuê, cho chị để kinh doanh, chị cho thuê luôn, nuôi luôn rồi. 5 năm sau anh nói là 5 năm sau là con cái mà học hành là anh sẽ chu cấp hết. Thì đến 2024 nói chung thì anh lúc đó thì mình sẵn sàng chia sẻ, vợ đến với mình là bằng hai bàn tay trắng, nhà vợ cũng chẳng có gì hết, là anh cũng lo luôn cho cả nhà vợ, có cái nhà ở trên Bình Dương hết. Đó vậy anh, nhưng mà khi mà mình chia tay rồi thì mình phải nghĩ sinh kế của vợ, nên anh để vậy, mà anh cũng dự kiến là với cái khả năng lao động của mình thì 5 năm là mình lấy được rồi. Tức là khi mà chia tay thì nợ ngân hàng cũng khá, nhưng mà anh nhận hết, tức là anh nhận mình vừa hay thực ra là một mình thì mình dễ hơn, đúng rồi. Nhưng mà nghĩ là 5 năm thì mình
sẽ trả nợ hết và bắt đầu nợ về y tế. Thực tế thì sau khi việc này xong. Nguyên anh làm công ty này bao lâu rồi ạ? Anh là vừa không giống như cơ duyên sao ạ, vừa sau chia tay bảo vũ cái nợ ra mà lúc đó cũng đỏ tình rồi đen bạc đúng không ạ? Phải làm dữ lắm, mà làm coi như hai xong anh vui anh làm từ sáng, nói chung là không có sáng tối. Đây là anh Leo chị là năm 2019 hả? Làm suốt luôn đó, dạ. Nói chung thì giờ thì ba bé nhà anh là trai hay gái anh? Hai gái một trai, trai là út hả? Đẹp lắm, đứa nào đẹp hết á, mà nó ngoan nữa. Đẹp giống bố hả? Thì mẹ nó cũng đẹp nên là hai mấy đứa nhỏ nó tính thì nó lại giống anh nên nó thuần, nó vui vẻ nên là nó đó. Thấy đó. Nhưng mà từ khi mà anh ly hôn vợ anh đến đây thì anh có tìm hiểu mối quan hệ nào khác không ạ? Nói chung thì lúc mà đi xong thì cũng có đó. Mà tại vì mình cũng phân đó, cũng mấy người đó người ta cũng giới thiệu hoài à, mà cứ làm ai không mà chứ không phải là đi kiếm tiền gì đâu, mà sau thì có một hợp. Không, tức là anh cũng không có, nhưng mà có một sau đó thì có một cái bạn là ở ngân hàng á, yeah. Vậy là đối tác của anh nó giới thiệu cho anh đó, là lúc đầu thì anh tại bạn nó 95, yeah. Khoảng lúc đầu anh cũng phân vân tại vì thấy cũng khá trẻ, nhưng mà bạn nó đợi anh tới mấy tháng anh mới đồng ý. Đồng ý xong cái quen nhau mà quen một năm, xong đó thì bạn lại vừa đã ở xa, ở xa cái thứ hai là bạn đó nghe bạn bè nói là sẽ phức tạp khi anh có con riêng, lại nhiều quá, ba đứa là bạn ấy đã chưa từng kết hôn lần nào luôn. Là không đủ bản lĩnh để vượt qua những cái trở ngại từ bên ngoài đúng không? Vừa cái đợt dịch Covid á, nó cũng tiết kiệm. Yeah. Rồi cũng làm ăn như anh thì bây giờ nó cũng làm lớn thì lớn thật đó, nhưng mà nó cũng vẫn còn nhiều cái khó khăn á. Yeah. Nó cũng chưa được mà thoải mái lắm trong cái cuộc sống. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào anh? Nhưng thì bây giờ thì anh thì thứ nhất là anh thích là người có học vấn á. Yeah. Thì anh siêng học lắm nên anh thích người cũng không có học vấn. Cái thứ hai là có học vấn ở đây là anh có yêu cầu trình độ từ đâu không hay là miễn là đại học là được rồi. Đại học. Anh thích giờ anh thích kiếm một bạn ngành y. Ngành y hả? Ngành y. Tại vì nói chung anh thì bây giờ nó cũng các cái điều kiện cuộc sống thì nó cũng bảo đảm. Nói chung là vừa đẹp trai vừa có tiền. Tiền thì chưa có ở đâu nhưng mà cái thứ nhất là chịu khó. Thì ít chiều thì nghe cái mát gọi là CEO, CFO là thấy ấy rồi. Nhưng mà ai cũng nói là bạn anh em trong nhà cũng nói người ai cũng vậy, nói người hình thức quầy rồi giỏi nữa mà sao không có bầu. Cũng không hiểu sao luôn. Tại vì thực ra khi mình cảm thấy là mình có hình thức, có ngoại hình, có điều kiện kinh tế thì mình sẽ có một cái mục tiêu nó cao hơn. Cho nên là thành ra là không ai chưa gặp được ai vừa mắt với mình. Ví dụ như là mình đôi khi mình bỏ qua đi một chút, mình không có nghĩ mình là một CEO, mình không có nghĩ mình là một CFO, mình không nghĩ là mình đẹp trai nữa, mình tìm một người con gái phù hợp với mình. Thì khi đó cái khu của anh, cái tiêu chuẩn của anh nó sẽ giảm một xíu gì. Thì đương nhiên là anh sẽ không độc thân đến bây giờ. Đương nhiên là các cụ nói, các cụ thường hay nói là mây tầng nào thì gặp mây tầng, mưa tầng đó thôi. Có nghĩa là mình ở như thế này thì đương nhiên cô gái nó chỉ ở đây, không thể nào cô gái dưới đây như anh nói được. Cho nên là thành ra đấy là đơn giản là lý do ế của mình tại sao không anh cần phải đặt câu hỏi đó luôn. Nhưng mà thực ra mọi người cũng đâu có biết là tôi làm CEO nhưng mà tôi đang nợ rất là nhiều đó. Mình nghĩ khi đó thì mình thật tình lắm, bảo sao mình nói vậy, yeah. Mình nói rõ nó như vậy đó. Đúng rồi, thực ra là anh biết là một cái công ty. Nhưng mà công ty anh là được bao nhiêu nhân viên? Cái ngành của mình ít nhân viên, ngành mình nói chung là tự động hóa. Tự động hóa. Mình quản lý điều hành nó, rồi nhân viên thì có được cũng có 4 người thôi, 4 nhân viên thôi. Nhưng mà cái ngành năng lượng mới mà, nên là dự án thì cũng tương đối lớn á, so với trong ngành là cũng khá chứ không có nhỏ đâu. Và mình trước giờ làm cái gì mà làm nhiều khi nói vui vui đấy, làm bán buôn không à, hồi làm ngân hàng cũng vậy. Là làm doanh nghiệp lớn thôi. Rồi giờ đi làm cái, nói chung mình làm cái gì cũng làm nhỏ nhỏ, mình lại làm tự trả lương cho mình cho nó thoải mái.
Là bạn gái anh mong muốn được thưởng tết khoảng bao nhiêu ạ? Thì khoảng 30 ngoài chứ, 30, 32, 28, 32. Tại vì nói về tuổi của mình thì cũng 4 á, nhưng mà nhìn hình thức thì ai nói là trẻ hơn nhiều. Mà cái tuổi đó thì các bạn cũng yên chắn. Nhưng mà anh còn có muốn được sinh thêm con không? Chắc chắn là phải muốn rồi. Tuổi mình giờ thì cũng nghĩ là... Bây giờ 32 thì hơi xa so với tuổi hiện tại của anh. Thì bây giờ em nâng lên tầm 35, 36 được không? Được. Được không? 35, 36 là trẻ trung thì cũng được đúng không? Chứ không bây giờ... 30 đến 35 đi. Em ví dụ như bây giờ anh muốn một cô gái tốt nghiệp ngành y đi học. Tốt nghiệp xong là người ta cũng đã 26, 27 tuổi. Người ta mới ra trường, người ta đi làm. Mà làm còn thêm mấy năm nữa mới được lên bác sĩ chẳng hạn, em nói ví dụ thôi nha. Chứ còn là em không có dám hứa là sẽ kiếm được một cô nào ngành y ở trong đây cho anh cả. Đó. Cho nên là mình du di cái tuổi ra xíu. Với lại nhiều khi có những cô gái cũng không thích bạn trai nhiều hơn mình quá nhiều tuổi. Rồi quê quán bạn gái có yêu cầu không? Thích người miền Bắc. Thích người miền Bắc. Nhưng mà không được miền Bắc thì các miền khác được không ạ? Ưu tiên miền nào hơn ạ? Gốc người Bắc ở trong này cũng được. Miền Tây được không ạ? Miền Tây cũng được, miễn là nói chung mình thích hơn, thích hơn thôi. Tức là ưu tiên ngoài miền Bắc hơn, nhưng mà nếu không được miền Bắc mà những cái tiêu chí khác thì trong này cũng được đúng không ạ? Có điểm gì anh không? Mình muốn có cái thứ nhất là có trình độ, cái thứ hai nghe là cư xử nó thân thiện hòa nhã. Cho mẹ em thấy anh ghi là thích Đỗ Mỹ Linh với lại Thu Thảo, đây là Đặng Thu Thảo á hả? Mấy người đó thì sắc thì mình không nói, nhưng mà cái người ta sống rất là chuẩn. Người ta chứ không nghe sâu biết đi, nhưng mà người ta sống, người ta có cái người ta sống rất chuẩn, nên mình thích cái đó. Rồi nhưng mà đặc biệt là bây giờ mình thấy nói chung cái gì vậy, tuổi này phải xuất phát từ tình cảm. Mà mình thì cũng dễ lắm, nói chung thật ra mình cũng dễ yêu lắm chứ không có khó đâu. Mình tính trong cuộc sống cũng dễ lắm, nhưng mà quan trọng là cái bạn nữ đó, bạn thật sự bạn có cái tình cảm với mình thì mới vượt qua, làm có cái cuộc sống có những lúc thăng trầm, rồi con cái bây giờ, rồi sau này mình cũng lớn nữa là trong đấy em thấy anh ghi là anh không muốn mẫu bạn gái là chưa vướng bận con cái, có nghĩa là sao ạ? Ly hôn rồi mà chưa có con thì cũng ok, hoặc là nhưng mà ly hôn rồi mà con thì cũng là chồng nuôi thì được không anh? Hay là bắt buộc phải chưa ly hôn mà chưa có con hoặc là chưa từng kết hôn? Tức là ly hôn mà chưa có con cũng ok. Hoặc là chưa từng kết hôn. Còn anh học thạc sĩ là ở trường nào đấy ạ? Đại học Kinh tế. Học đại học cũng là đại học Kinh tế luôn. Nói mình học giỏi lắm, chịu học, chịu khó. Nguyễn Đình Chiểu, đúng Nguyễn Đình Chiểu cũng được. Nhưng trong cái ngành thì ai biết mình cái chuyên môn cũng cao, trình độ. Anh học khoa ngành gì? Ngành ngân hàng. Gia đình của mình cũng nói chung là cũng từ nhỏ là gọi là con nhà nghèo học giỏi á. Con nhà người ta hả? Con nhà người ta đó hả? Con nhà mình á, mình đó, là thuộc dạng đó, là phấn đấu dữ lắm. Hai anh em sinh đôi học giỏi lắm. Bây giờ người kia thì thành đạt giám đốc ngân hàng. Ngân hàng thì có bằng. Bình Dương hả em? Hay là trên này? Ở Bình Dương hay là trên Sài Gòn? Nói chung gia đình, nói chung là em mình thì nói chung là cả nhà thành đạt đúng không ạ? Nhưng mà hai anh kia là vừa thành đạt vừa có gia đình hạnh phúc yên ấm. Thì của anh thì hơi long đong một tí. Rồi, anh có tài lẻ hay là có năng khiếu gì không? Hát hò thì được không? Hát thì cũng được. Hát nhạc gì ạ? Anh hát thử một đoạn đi ạ. Hát thì nói chung hát dạ, anh hát thử một đoạn đi. Nhiều khi nói bài nào bài tủ hay hát đấy.